Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có văn bản khẩn số 698 ngày 15 tháng 2 năm 2024 gửi các cơ quan đơn vị địa phương liên quan khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261+700 cao tốc Nội Bài Lào Cai chiều ngày 14 tháng 2 năm 2024. Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261+700 cao tốc Nội Bài Lào Cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, lạng lách, đánh võng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp với ngành giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông trong trường học theo chương trình phối hợp số 11 ngày 19 tháng 10 năm 2022 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra trường trung học cơ sở thị trấn Bát Sát, trung học cơ sở Cốc Mì trong việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 7 tháng 3 năm 2024. Tăng cường quán triệt tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định, tuân thủ quy định tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp phù hợp với từng cấp học. Yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục trước mỗi kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè khuyến cáo hướng dẫn học sinh các trường về những nguy cơ xảy ra mất trật tự an toàn giao thông, các quy định, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Phối hợp với cha mẹ học sinh, tổ chức ký cam kết về việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Cha mẹ, gia đình có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trước khi cho phép con em mình điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện. Trước đó, tối ngày 14 tháng 2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày tại km 261+700 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến 4 người tử vong. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C089XX của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch Lào Cai do tài xế Nghiêm VB, 33 tuổi, trú tại tổ 6 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, điều khiển hướng Lào Cai Hà Nội đã xảy ra va chạm với hai xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến NVH, 13 tuổi, trú tại tổ 11, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, TAM, 17 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, DTA, 18 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, đi trên hai xe máy tử vong tại chỗ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn là do hai xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thông tin, ban đầu vào 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tại km 36+400, tuyến đường Hồ Chí Minh, cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua xã Hòa Bắc, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ô tô khách giường nằm 2 tầng, chở 22 người lưu thông hướng Nam Bắc. Khi đến vị trí trên, đã lao sang phía đối diện, tông vào hộ lan rồi lao xuống vực sâu. Hậu quả ban đầu làm 2 người tử vong, 20 người bị thương, ô tô hư hỏng nặng. Tường hộ lan cứng bị hư hỏng 15 mét. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục cứu những người kẹt trong xe. Theo Công an huyện Hòa Vang, đây là đoạn đường cong lên dốc, có hai làn xe không giải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư. Đoạn đường do khu quản lý đường bộ 3 quản lý. Đường cao tốc La Sơn-Túy Loan dài 77,5 km, thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Giai đoạn 1 của tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3, với quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12m và tốc độ thiết kế là 60-80 km/h. Tuyến đường có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 11.485 tỷ đồng, khởi công vào năm 2013 và được đưa vào khai thác tháng 4 năm 2022. Cũng liên quan đến vụ tai nạn trên, sáng ngày 23 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Ban An toàn Giao thông thành phố đã đến thăm các nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc La Sơn-Túy Loan. Nhiều người trong số 22 nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngay khi nhận thông tin, từ rạng sáng, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã túc trực tại các bệnh viện để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Vừa hoàn hồn, bà Đào Thị Thoa, sinh năm 1970, trú tỉnh Đắk Lắk cho biết, bà cùng em gái và cháu đi Hưng Yên để dự đám cưới. Thời điểm xảy ra tai nạn, hành khách trên xe đang say ngủ. Bà Thoa kể lại, đang ngủ thì nghe rầm rầm, xe lộn vòng vòng, có cái gì đấy đập vào đầu và nhiều bộ phận khác nên tôi bừng tỉnh. Lúc đấy hoảng quá, tôi vùng dậy tìm cháu. Cháu gọi bà ơi, hai bà cháu lôi nhau trèo mãi mới lên được phần đầu xe rồi bò qua sườn xe ra ngoài. Nhìn lại hiện trường thấy kính vỡ, dây nhợ đá rơi nhiều lắm. Sức khỏe ba người trong gia đình bà Thoa đều ổn định, được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Bên cạnh đó, bà Thoa kể lại thời khắc xe lao xuống vực rằng những người ở dưới bảo dùng dây móc nhau lên nhưng không đập được kính. Cũng may là xe bị lùi xuống, chứ đâm thẳng đầu xuống vực thì chắc không ai sống sót. Ông Phan Văn Tính, sinh năm 1955, quê Hưng Yên, cho hay đã đón xe từ huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk về lại quê Hưng Yên. Thời điểm tai nạn, ông Tính đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, xe nghiêng ngả rồi mọi thứ đổ nhào. Ông Tính hoảng loạn. Tôi mở mắt ra đã thấy mình dưới vực, mọi người la lên, xe lật, rồi kéo nhau tìm đường thoát, lần bò lên vách núi. Từ trên nhìn xuống hiện trường ngổn ngang lắm, không biết ai sống, ai chết. Xe khách gặp nạn thuộc nhà xe Quỳnh Hương, chuyên chạy tuyến Đắk Lắk, Hải Dương. Tài xế PAT, sinh năm 1988, trú thị trấn EAK, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đêm tối đường lại trơn trượt. Qua khúc cua, tài xế cố gắng bám tay lái nhưng bất thành, khiến xe trượt xuống vực. Tài xế T khẳng định, lúc đó tôi tỉnh táo, không buồn ngủ, không sử dụng chất kích thích. Chủ hãng xe đang tích cực phối hợp với lực lượng công an để cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra. Chủ hãng xe cũng cho biết đang điều xe cứu thương từ Tây Nguyên xuống để hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn. Thăm hỏi hành khách gặp nạn, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong 22 suất hỗ trợ của Ban An toàn Giao thông cho các nạn nhân, 2 triệu đồng một trường hợp bị thương, 5 triệu đồng một trường hợp tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã huy động các lực lượng để tiếp tục hỗ trợ nạn nhân, động viên một người đang mổ cấp cứu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm cứu chữa kịp thời, sau đó sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa các nạn nhân về quê an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố liên hệ với các bệnh viện để nắm cụ thể danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng bố trí phương tiện có sự hỗ trợ kịp thời. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!